Ờ rửa vậy đi cho nó mau, cái này nước này, nước này nó sạch đúng rồi, xong vô đâu có dơ. Gà cũng gà sạch mà nha. Ừ, gà này cũng sạch mà đều mình phải rửa lại mới được. Đúng rồi, gà này chấm nước cá ngon quá. Rồi chấm nước cá ngon lắm, cực kỳ đó. Mà có nước cái cá này không? Là nó là nước cá rau cần. Rau cần dày dày lá. Ừ. Trong nhà có nước cá không? Ủa cần ống, cần ống quên nữa. Rau cần ống. Rồi còn dày lá nấu canh chua, quên nữa. Ừ. Ủa cái này giờ không hâm lại trời. Có khỏi hâm, sáng giờ nấu chín rồi. Giờ hâm không lại có lâu lắm, hâm lại có còn đói bụng nữa. Đó thêm nữa. Mở chưa kìa. Dạng lần ăn bao nhiêu cái hộp vịt lộn? Nó ăn con kêu ăn tối ngày cũng như là một chục hộp cũng không chừng, hay là 5-7 hộp không chừng rồi nó rồi nó ăn tiếp nữa, giờ ăn tiếp nữa. Tối là không có đáp ứng nổi đâu nha. Mạnh lắm á. Còn mạnh lắm hả? Ừ, thích lắm á. Nghe nói là ăn vịt lộn mà tối sung lắm á nghe. Biết đâu. Cơm đâu mà lấy ra đây chú? Sung thì sung cũng giảm rồi. Đấy sắt rau. Có sắt rau rồi cái hả, không có cơm. Mất sắt rau hả? Sắt được. Mần cá đồ cũng mần được nữa. Bàn tay sắt rau độc quá ha. Ừ. Đó. Tay nào cầm dao, tay kia hả? Tay cột cầm dao á. Kẹp cái đuôi. Tay dài cầm dao rồi. Kẹp đầu gối. Đâu có gì đâu kẹp đầu gối nè. Tay dài cầm dao rồi đâu biết chỗ nào để. Rồi một tay mà lột cắt rau hay gì? Ừ. Tay cũng đỡ hơn. Thấy không có im quá trời đó. Mà dao quá từ thiện. Mà dao thì mày cũng người ta kêu mày đó, mà dao cũng béo. Mà dao quá từ thiện á. Cái mà giao cái này cho tiền mấy chục cái giao á, cái đó có rượu á, không phải rượu phải không, này nước ngọt mà cái chai vàng đó, chai nước cam, nước cam rồi chơi súng đó hả? Tại vợ rồi. Rồi mình mua cho vợ nó mừng. Bắn thứ hai mua nhiêu cây súng đó, mua ông 90 ngàn á. Đấy, mình đâu có đâu có trả giá được. Bắn cái coi. Ở đây là có mấy anh mình thích anh nào bắn anh đó. Bắn chơi mà. Coi chừng hết pin. Súng này chừng nào chạy xong mượn qua Ukraine nha. Nếu mà. Có mượn không? Không có mượn bữa hả? Không có hả? Không có bữa hả? Giữ của mà gì đâu mà. Cái này nó lên hiu rồi. Nào đó giống như lẩu thịt lộn hay vậy. Cứ lẩu luộc con bỏ thịt đại cũng có thịt đại ha. Con đập vịt lạc ăn cơm mà. Lỡ nó có lộn chống mà cũng không sao. Lỡ có lộn chống mình cũng ăn tốt hết trơn à, mình cái đó không có buồn. Ăn tốt trơn ha. Ừ. Nè ba này người ta cho nè. Dạ. Sáng đi tiệm bên em ta cho thịt heo. Dạ. Thịt heo. Heo hả? Heo kho hả? Heo kho. Ta hỏi có ăn gì, bữa nay ăn cơm gì nói. Gấp tiền cái này. Đi chợ về gấp quá. Đâu. Chợ về gấp quá gấp rồi không có ấy được, không có mua đồ được nhiều. Bỏ đàng hoàng. Sách nặng quá nặng à. Rất tiếc anh em mời anh em ăn cơm cũng được mà đồ ăn đồ cũng vui vẻ thì giờ đói tôi đó giờ ăn cực nó hay lắm rồi, nó quen rồi. Nồi cơm đâu? Nồi cơm đó cái bới ra từ chén nè. Bưng đem lại luôn hả? Đây đây. Bưng lại cũng được. Bưng lại ăn chứ không lẽ từ chén bới gì cực lắm. Nó lâu bới gì nó lâu. Đúng rồi. Nhắc lên. Nhắc được không? Con gỡ điện trước nha. Gỡ điện xuống mới nhắc. Gỡ điện trước mới nhắc được mới nguy hiểm. Là xới, mình xới vậy cơm nó ngon nè, nó xốp. Đúng rồi. Đó, xới Sao mà không bưng được trời. Cho không đó. Có dấu vàng đó không? Dễ gì vàng đâu, có là dấu. Ở đây thì
giờ có già ăn cướp không đánh, bởi vì ở đây cũng như mình tu tâm sửa tánh rồi ha, mình giác ngộ rồi, ăn cướp mà không có đánh. Gửi rồi, gửi biết cái trường học rồi. Wow, để tôi gỡ ra. Có bật gió đó. Nóng quá trời. Để tôi gỡ điện. Đi rồi, gỡ chưa? Gỡ đi, gỡ đi, gỡ đi. Ok. Rồi bưng cơm qua đi. Để tôi bưng lấy cái cái này khỏi nóng nha chú. Nóng nghe, tôi nóng nghe. Nóng có cái dẻ nè. Rồi, hai chồng cơm. Cơm đi. Cơm đi, có anh em ở đây không vậy? Ăn cơm đem tới tập học rồi. Tự chị ăn cơm được không? Cả hai đút gì ăn? Mà ăn được chứ đâu có đút. Cũng như là già đũa ăn đó. Ừ, già đũa ăn chứ đâu có đút. Có hình kỷ niệm đi chơi nữa hay vậy? Ừ. Nấu nồi cơm sạch bon muốn hói vô. Cơm này nấu sạch bon thấy không? Cái này lụm cái gì á? Đâu? Cái hình này nè cho anh. Heo kho gì đâu mà đen dữ hả? Kho nước màu đó. Người ta cho mà. Chị em ta cho cái này, mình thấy vậy là biết nước màu rồi đó. Nút có nước gì vậy? Chị ăn cơm ăn hả? Ngồi qua đây nè anh, qua đây nè. Có, ngồi đây hả? Ngồi sát chở đi. Ngồi hai chồng kế bên ăn có tình cảm. Lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng bới cơm. Lấy cái muỗng bới cơm. Không có muỗng bới mới được. Bởi cái tập đó lùm ta hay gì quá. Tối ngủ còn đêm có hồi nào chỉ lên cơn chỉ la làng không? Còn đêm thì ít có la lắm. Ít cũng la như ban ngày nóng mới la ha. Bằng cũng như tối ngủ cái mê chắc ngủ rồi. Mê chắc ngủ rồi đâu có la lối gì đâu. Không có la ha. Thấy vậy mình ngủ nó cũng khỏe phấn lắm. Nó êm tĩnh. Cơm đi em. Rồi chén của chú đâu? Chén tụi con cái nè, rồi chén của vợ thì. Ấy ăn chén này luôn đi em ơi, để anh ăn chén này cho. Giờ gấp rồi nè. Bới ai bới cơm? Tôi bới. Nó cầm khéo quá ta. Cơm thịt bón vô. Vô hai nước. Nó chồng già vợ trẻ là tiên mà. Rồi, ba đời đó. Đúng rồi, tiên. Ngày xưa hồi xưa là cũng có vợ già chồng trẻ là tiên phải không? Vợ già chồng trẻ là tiên, nói là ba đời vậy đó, nói là câu nói nghe nó dần. Cơm em chú. cơm luôn đi. Cái này là chồng già cho trẻ. Thì cái câu đó mình hơi khó nói. Cũng như mình nói dần thì dễ nói, còn nó ngược chữ khó ha. Còn ngày xưa thì cái đời vua chúa đó thì ăn cơm đi. Ủa chú già gì đó ha. Cơm hả? Em đập cục vịt cho chị ăn kìa. Đập tôi để nó lột chứ tôi mắc lột nữa, cái khó ăn cơm lắm. Cho tôi lột cho được rồi đó. Lột thì mình ăn cơm nó chậm. Đập thì được rồi đó. Vịt lộn hay là vịt lạc? Vịt lạc. Lạc ha. Ừ. Mình có thích ăn thịt lộn không? Không, vịt lộn sợ nó không ngon, sợ nhầm trứng nó. Vịt lộn đó em mua vịt lộn vô cho ăn. Trời, vịt lộn sợ có khi nhầm trứng nó thối, mình ăn hư bọt hư đường hết trơn. Có, vịt lộn đủ thối. Đủ thối. Hộp vịt xác mới thối. Vịt lộn đó hả? Đó, vịt lộn hả? Vậy gì chừng nào anh em có vô thì mua cho ăn gì cũng mừng. Mua một chục trứng ha. Chục. Ok. Mua chục trứng đi. Dạ dạ. Chiến dịch này cho anh lụm 15 hay gì? Này, mua ở chợ đó, cờ đỏ. Mua chứ đâu có lụm. Mua ha. Dễ gì đi ra ngoài đồng được không lụm. Trời ơi, cực lắm. Trời ơi. Ra ngoài đồng cực lắm, cực. Mà lụm có khi học đồng thì người ta không có la mình. Mà có khi chủ khó người ta la không chừng nữa. Mình lụm mà la gì chú? Ý mình sợ vậy đó. Lại bà dịch người ta nó gỗ quá. Còn
chú dùng dùng quá ngày xưa ăn cơm cũng vậy đó. Học mày không? Nhìn đó dài lắm. Chú kêu con ăn cơm kìa chú. Không kêu vợ ăn cơm. Vợ không ăn hả? Cơm đi em bữa nè. Như mình là đi mần mướn anh em đó. Cái mình gắn gắn mần cho nó nhiều cái. Cái kiết nó quen rồi. Ăn cho nó mau rồi. Vợ không ăn hả? Cũng như mình làm đất cũng vậy nữa. Mình gắn làm 50 thùng nó vô cơm. Cái gắn gắn biết cho nó quen bụng cho mình ăn cơm trưa luôn. Nhiều câu chờ chú đúc hay gì á. Chú có con tay đang ăn cơm rất là cực. Vậy sao chú không cầm cái chén được hay ta? Nó có cái gù gù đó, để chuyên nghiệp à. Chuyên nghiệp rồi. Ừ. Ăn cơm chuyên nghiệp rồi. Ăn ăn đi chị. Cô cười hoài cỏi rồi. Dịch đâu mà. Ngon ha. Bộ chị phải ăn trứng lắm hả anh? Ừ. Chứ đâu có ăn cơm ha, thấy toàn ăn trứng không à? Ăn trứng không à. Ừ lắm luôn. Ừ. Rồi vậy con mấy con mua chợ cho ăn được 20 trứng. Dễ nuôi quá ha. Ừ. Để dành cho chợ ăn. Ăn nhiều quá nó bị bệnh đó. Ừ, ăn ớt như ăn vô leo vậy. Ăn ớt dữ vậy. Chấm gao rồi. Nãy bên 8 đi. Nước lớn quá. Lúa mới còn ngậm sữa chụp lên cái. Rồi, đói. Có bạn có đủ. Như đống chuối lét rồi. Ăn chuối ha. Ờ. Có người khóc nữa đó. Cháu mà không có cháu đủ cháu ăn. Lấy cái nước. Nước đỡ nước mắt. Trời đó, trời lên cái chứng đó. Vậy là cô uống nước ngọt suốt vậy đó hả chú? Hả? Cô uống nước ngọt suốt vậy đó hả? Ờ uống hết. Thì uống nước lạnh. Kêu thằng chị được rồi, cô rồi. Kêu thằng anh chị á, đừng có cô chú. Chị á lịch sử á. Nãy kêu chú là chị không có chịu rồi. Chịu rồi. Ừ. Anh uống nước lạnh này nó đã khác lắm. Anh nói gì nha? Uống nước này nó lâu lâu đã khác. Ta khờ khờ ta biết tình cảm ra cái thằng anh á. Anh mới chịu chứ mà kêu chú mà cự liền. Chị không đói thì không ăn cơm anh. Ăn mới ôm không? Hả? Không ăn cơm đâu. Không ăn cơm đâu, ăn trứng thôi. Hấp nước canh vô. Vợ chồng già mà tình cảm ha, đơn sơ. Ừ. Canh đó nấu mà nào anh? Hả? Cái canh đó nào mà nấu mà nào? Nấu cho mời vợ. Mời. Quá hả? Đâu quá, mới nói cho mời vợ nha. Mà, chứ đâu mới qua. Mà giống nó muốn húi không ơi. Để mà giao mà cả trời trống á. Mới đóng bữa nay nè. Chứ đâu phải hôm qua. Hôm qua mất 20 lợi. Này mới nấu bữa nay. Chị uống nước ngọt suốt luôn ha. Ăn có một chén hả? Ăn có một chén cơm hả? Ăn cơm mình ăn dừa dừa thôi chứ mình gán quá cái nó mệt thân thể lắm. Nấu nồi cơm nhiều quá dư rồi. Ăn dừa no nghỉ dư. Dư này mới ăn nữa nè. Ủa nấu một lần là ăn tới 2 ngày hả? Ăn ngày mai á thì nếu có thiêu có gì cái mình dỡ ra. Dỡ ra cái mình để cho chó mèo ăn cho đừng quý hoại. Chứ nữa mình có nấu nó ít thôi, mình nấu ăn ngày thì được nhiều quá. Lại. Ừ. Mai có mình nấu bớt lại. Đúng rồi. Bớt lại cũng như nấu rồi sáng mơ rồi chiều nấu nữa được nữa. Có thể mình nấu giấc sáng rồi chiều mình ăn luôn thì được, nhưng mà qua bữa sau nó hư á. Ờ. Hư là không ngon luôn, ăn đau bụng. Nó thiêu cơm á. Ăn xài rồi kìa. Xoài nó kẹp chua. Chị không thích ăn cơm mà thích ăn trứng với xoài thôi. Cái này phải nói chị đi triệt giảm nữa chứ không lại có bầu nữa. Anh đừng có ấy tầm 7 có bầu nữa đó nghe. Không thiệt chứ bộ. Tính thêm nữa không? Tính thêm em bé nữa không? Ờ, tính tính nên nghỉ đi, tính tình sản kế hoạch đó mà. Đi tiệc sáng đi. Nào mà nó vừa lên đạn thì cứu chú rút rút nhíp bỏ ngoài nha. Đừng để nổ cho nó nổ quanh chặt. Có bầu nữa. Rút nhíp rồi đi. Có bầu nữa khổ á.
không có cho sinh con nữa, cái mình khỏe. Đi mà ăn đi chơi tới luôn rồi được. Thấy ngon không? Không chơi bánh thôi. Nói gì vậy? Về bánh bở. Về bánh ấm ngon, về bánh đi. Ôi, về bánh hả? Về bánh ấm con. Nói rồi, ấm con về bánh. Ấm con về bánh hả? Trời nắng giết chết luôn. Trời nắng giết con chết luôn. Xe không đi, xe không? Xe đi chịu không nổi, mất tiền luôn. Dưới xe bít mà. Xe không? Cái đỏ môn đó, ế khách nghỉ rồi, không có chạy nữa. Cái đỏ môn, tôi đi mãn năm luôn á. Vậy là ở ngoài môn hả? Không có, đi ông môn qua hồi đó quyện môn, giờ là quận rồi. Có để chữ đó 5 phút ghé Châu Nhân Liêm rồi công viên là ở Châu Nhân Liêm, nó đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Ông môn Phong Hòa thì nó cũng khác biệt các tỉnh.